Nhắc đến bộ môn không chỉ giúp cho người tập sở hữu được thân hình săn chắc, quyến rũ mà còn có được thần thái tự tin, đó chính là sexy dance. Và ngày hôm nay hãy cùng Việt Nga và những huấn luyện viên xinh đẹp của Diamond Girls đến với bộ môn này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tabu Trần. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước khi mình vào với bài tập thì chúng ta hãy cùng khởi động một chút nhé. Rồi mở rộng chân giúp mình. Cùng nhau nghiêng người sang hai bên, trái, phải, xoay vai nào. 4, 3, 2, ngược lại, quay ra từ phía trước cho mình ạ. Rồi dừng lại ở giữa, xoay hông ra phía sau, đổi bên. Rồi trở về giữa, xoay tròn hông sang bên phải ạ. Làm đổi hông cho mình. Rồi căng ngược ra phía trước và sau, căng giãn toàn bộ cơ thể của mình. Dập sâu hết cỡ phía sau. Rồi cùng đẩy sang hai bên, đẩy hông sang trái, phải, trái, phải. Mở rộng hai chân, chống tay ở trên đùi và đưa người từ trái xuống sâu và lên cao. Lặp lại đổi bên. Động tác tiếp theo, mình cùng đẩy tay lên trên bên phải, đưa hông theo hiệu hướng tay bên ngực lại, sau đó đưa nhẹ theo phần người. Theo, mình mở chân, búng tay sang bên phải và đẩy hông sang 4 lần. 3 và 4, đổi bên. 1, 2, 3, 4. Rồi tiếp theo mình có bước sang, đẩy tay và kép, kép. Đơn, đơn, kép, kép. Đưa tay lên nè, đưa tay lên. Và cùng vươn người ra phía trước, tạo một cái sóng nhẹ. Lặp lại một lần nữa. Chúng ta cùng đi lên phía trước, 4 bước. 1, 2, 3 và vỗ tay. Sau đó lùi chân phải, dậm, trái, dậm, bước sang phải. Bước sang trái và cùng xoay hai hông phải. Ok, động tác tiếp theo chúng ta chú trọng vào phần ngực và phần hông. Mình cùng đẩy căng phần ngực lên cao và đẩy sâu xuống, đẩy căng hông. Lặp lại, 1, 2, 3, 4 và đẩy hông 3 lần sang phải, trái, phải, đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đẩy hông trái, phải, trái. Tiếp theo mình cùng giơ tay ra phía trước và đẩy hông sang phải, trái, xoay, đẩy. 1, 2, xoay và hất tóc. 2, hất tóc, lần cuối cùng. Quay lại và xoay một vòng. Và bầu dáng.
vừa rồi thì Việt Nga cũng cảm thấy bản thân trở nên quyến rũ hơn. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại. Hãy luôn luôn đồng hành với Khỏe Đẹp cùng Thể Thao TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.